nhóm phụ nữ của bức tường phía Tây bị ngăn chặn không cho tới bức tường để cầu nguyện. Thưa quý vị, tin Jerusalem, cảnh sát Do Thái đã đối phó với khoảng 3.000 người cực chính thống giáo Do Thái giáo, ngăn chặn không cho một nhóm phụ nữ cấp tín tới bức tường phía Tây cầu nguyện. Bức tường được coi là nơi thiêng liêng nhất của người Do Thái. Cảnh sát đã bắt 3 người ném đá. Nhóm phụ nữ của bức tường phản đối sự độc quyền cầu nguyện của chính thống Do Thái giáo tại bức tường. Trong tháng 4, một tòa án Do Thái tuyên bố nhóm phụ nữ không vi phạm pháp luật khi mang khăn choàng cầu nguyện. Chính thống Do Thái giáo tuyên bố chỉ có đàn ông mới được choàng khăn này. Đây là vấn đề đã gây tranh luận giữa người Do Thái tự do và chính thống Do Thái giáo trong nhiều năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu ông Nathan Sharansky tìm cách hòa giải để phụ nữ có thể cầu nguyện tại bức tường. Tránh tạo thêm căng thẳng, ông Sharansky đã đề nghị phân chia ra khu vực cầu nguyện tại bức tường, một phần dành riêng cho phụ nữ.